đây là mở cửa khi bị cúp điện này, cúp điện là không mở được này. Và motor nó khóa rồi. Thay vào đây. Khi bị cúp điện này. Quay gần vào nhá. Kéo cái cầm cả trong cả ngoài này. Kéo ra này, lòi cái ổ khóa ra đây này nhá. Cái này luôn luôn phải đóng lại như là cát nó vào trong này. Nhá, chích đưa ra xa tí này. Cho che chìa khóa vào này. Vặn vào trong phía trong cánh cổng nhá, cùng chiều kim đồng hồ này. Cùng chiều kim đồng hồ. Đó, đến cái chéo này là mình vặn nhẹ nhàng mình không vặn được nữa nhá. Thì mình phải vặn mạnh lên. Đấy. Vặn mạnh lên đến nằm ngang rồi thì mình giữ và rút chìa khóa ra. Đấy. Như thế thì mình sẽ mở được cánh cửa ra này. Đó. Thấy chưa? Sẽ mở được cánh cửa ra. Đó. Ok. Khi khóa lại này. Khi khóa cửa lại này. Ép vào này. Nó chìa khóa vào này. Mình vặn ngược lại này. Rút chìa khóa ra. Đậy cái nắp lại. Đó, thì cửa nó đã khóa rồi. Ok chưa? Đấy, còn điều khiển từ xa này. Điều khiển từ xa thì cái phía bên phải này là mở hai cánh. Phía bên trái là mở một cánh, mình bấm ở bên trái nhá. Mở một cánh này. Sẽ chỉ mở cánh bên trái thôi. Đấy nhá. Đó. Khi cánh bên trái đang mở mà mình muốn mở cánh bên kia tiếp á, thì mình sẽ bấm nút số 2 này thì nó sẽ mở cánh bên kia tiếp. Đó. Còn nếu mà để mở một cánh như này không, mình muốn đóng cái cánh này lại ấy, thì mình bấm số 1 tiếp. Đấy, để cửa kia nó dừng đi. Đó. Nó dừng hẳn đấy chưa? Là mình xe máy là mình như thế này. Đó. Xong đấy là mình mở một đóng một cánh này. Đó, đóng nó sẽ đóng một cánh. Cái nút bên này nó đóng một cánh. Đây là một cánh. Còn lúc bên này là sẽ là mở hai cánh này. Đó, khi cửa đóng hết. Quay lên tí cho nó cửa thì thấy cửa. À, cửa mở hai cánh này. Bấm nút bên phải mở hai cánh này. Đó. Đó. Khi đang mở này mình muốn bấm dừng ấy thì bấm nút cái tiếp này tiếp. Này bấm nó sẽ dừng này. Đó. Thấy chưa? Nó sẽ dừng. Xong bây giờ nó dừng rồi á, thì mình bấm cái nữa thì nó sẽ đóng lại. Đó. Một nút này thôi là mở được cả đóng và dừng. Thấy chưa? Khi nó mở hết thì nó tự động nó khóa, đóng hết thì tự động nó khóa. Đấy, một cái bộ motor này có hai điều khiển từ xa với 6 chìa khóa cùng bộ mã 02 này, nó cùng bộ này. Cùng bộ với nhau thì đi chìa khóa này có thể cài thêm bao nhiêu cái cũng được, nhưng theo bộ của nó là có hai cái. Đó. Có lắp motor nhầm mới thì nhớ gọi em nhé.